Ngày 30 tháng 8, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức phiên họp chuyên đề lần thứ hai với chủ đề giải pháp đột phá để phát triển kinh tế số ngành lĩnh vực. Báo cáo chuyên đề về giải pháp đột phá để phát triển kinh tế số ngành lĩnh vực của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trên GDP năm 2022 là 14,26%. Trong đó, kinh tế số ICT vẫn là trụ cột đóng góp chính với tỷ trọng đóng góp trên 9% GDP và tác động của ICT đã đóng góp vào các ngành các lĩnh vực khác. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, phiên họp lần này đã chỉ ra những thuận lợi và khó khăn trong thúc đẩy kinh tế số tại các địa phương, đồng thời xác định mục tiêu chung của cả nước là đến năm 2025, tỷ trọng giá trị gia tăng của kinh tế số chiếm 20% GDP. Để đạt được mục tiêu này, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đề nghị các bộ ngành địa phương xác định rõ các nhóm ngành lĩnh vực kinh tế số cần tập trung thúc đẩy kinh tế số ở các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch, nông nghiệp, logistics và dệt may. Xây dựng kế hoạch thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại 100% các cơ sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đô thị. Đặc biệt để phát triển và thúc đẩy sử dụng các nền tảng số dùng chung quốc gia. Các đại biểu cũng đề xuất cách tiếp cận hợp tác giữa bốn bên gồm Bộ Chủ quản, Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh nghiệp và địa phương.